Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Nếu quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh Ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh Ô tô 360 của chúng tôi để đón nhận những clip mà chúng tôi mới cập nhật. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe của thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là chiếc xe Toyota Fortuner. Đây chính là chiếc xe Fortuner phiên bản 2.5 máy dầu bản G. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã chạy được hơn 90.000 km rồi ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này ạ. Công việc đầu tiên là tôi sẽ quay tổng thể về phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem về phần ngoại thất của chiếc xe này đây ạ. Quý vị và các bạn cùng quan sát theo camera của chúng tôi nhé. Đây là phần ngoại thất của chiếc xe. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Đây là toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe đây ạ. Quý vị và các bạn có thể nhìn thẳng trực diện hoặc là nhìn nghiêng theo bề mặt của sơn để ta thấy được là chiếc xe này đang còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này sơn rất là ít cho nên là cái nền của nó còn đang rất là căng đấy nhá. Tôi sẽ cố gắng quay thật sát về cái phần ba đờ sốc trước cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây chính là phần ba đờ sốc của xe đây ạ. Bộ đèn pha của xe còn đang rất là mới và sáng bóng đấy ạ. Đèn pha đã được chủ xe lắp lên thêm lên đèn xenon ạ. Chứ nguyên bản của nó là chỉ có là đèn bi thôi ạ. Bộ đèn xi nhan cũng được tích hợp luôn trong khối đèn pha này ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên phần tai của xe. Đây chính là chiếc đèn gầm của xe đây ạ. Chiếc gương chiếu hậu của xe đã được ốp một lớp chrome rất là sáng bóng đây ạ. Và chủ xe đã lắp thêm một cái gương cầu để giúp cho quan sát dễ dàng nhìn được cả lốp khi lùi xe, và đã bắn bảo vệ mặt gương để chống mất cắp cái mặt gương này đấy ạ. Toàn bộ tay nắm cửa thì chủ xe đã ốp cái chrome này để bảo vệ cho chống xước và cánh cửa đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể cùng xem đây. Đây chính là chủ xe đã ốp vào thêm vào để cho chống xước cho cánh cửa. Giống như ba đờ sốc trước thì ba đờ sốc sau tôi sẽ quay chi tiết vào cái ba đờ sốc sau này để cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là chúng ta đang nhìn thấy là nó còn đang rất là đều, các khe hở đang rất là đều nhau ạ, không có sự xô sốc gì cả. Cụm đèn hậu cũng như đèn xi nhan đang còn rất là mới và sáng bóng đấy ạ. Rất là mới ạ. Những phần nẹp chrome này cũng đang rất là mới là sáng bóng đấy ạ. Chiếc xe đã được lắp thêm màn hình và đã có tích hợp camera lùi giúp cho chúng ta lùi quan sát về đằng sau này rất là tốt đấy ạ. Chiếc xe được trang bị lên la răng đúc rồi đấy ạ, và dàn lốp này như quý vị và các bạn cùng nhìn đây ạ, dàn lốp này còn đang rất là mới ạ. Nếu như quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này thì... Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chỉ việc đổ dầu vào mà chạy thôi ạ, không phải làm thêm cái gì cả, đến lốp cũng không phải thay ạ. Cái lốp của đang còn rất đẹp, nếu như cái lốp này thì quý vị các bạn chạy vài vạn nữa cũng không vấn đề gì ạ. Sau khi đã xem xong phần tổng quan về bên ngoài rồi thì bây giờ tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi tiến vào khoang nội thất để xem ạ. Đây chính là chiếc táp bi cửa bên lái của xe. Đầu tiên quý vị mở cánh cửa ra, quý vị các bạn phải xem phần keo chỉ đây ạ. Vâng, keo chỉ của chiếc xe này đang còn rất là nguyên và đẹp ạ. Không mất một phân keo chỉ nào ạ. Toàn bộ cái ốc bản lề của cánh cửa
khóa của cánh cửa này đây ạ, còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không có dấu hiệu của sự đâm đụng, không có sự dấu hiệu của sự tháo ra sửa chữa đấy ạ. Toàn bộ phần ghế da của xe vẫn còn mới ạ, vô lăng cũng đang rất là đẹp. Đây là toàn bộ về cái phần điều khiển kính điện đấy ạ. Tất cả đang còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay tất chi tiết, rất chi tiết vào các táp lô cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như cái táp bi cửa phía trước thì cái táp bi cửa phía sau cũng như vậy ạ. Toàn bộ phần keo chỉ đây ạ. Toàn bộ phần keo chỉ còn nguyên zin, không có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Cho nên là keo chỉ rồi ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết đấy ạ. Và cái phần ghế sau này đấy ạ, ghế sau thì gần như là rất ít người ngồi cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Đẹp hơn ghế trước rất nhiều vì là nó không có người ngồi ở đằng sau mấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ của chúng ta đây ạ. Táp bi cửa bên phụ cũng giống như vậy, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Bản lề cũng còn nguyên hết cả luôn đây ạ. Toàn bộ về phần bản lề, ốc bản lề còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc ghế lái của bên phụ còn đang rất là mới, da vẫn còn mới lắm ạ. Còn đây chính là chiếc táp bi cửa sau bên phụ ạ. Cũng giống như những cánh cửa kia thì chiếc táp bi này cũng đang còn rất là mới và đẹp đấy ạ. Toàn bộ về ốc bản lề còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự tháo ra hay là sửa chữa gì cả. Bây giờ tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem, đây là khoang cốp của chiếc xe. Đây chính là chiếc xe 7 chỗ, cho nên là nếu như không có người sử dụng thì hai hàng ghế sau này sẽ được gập lên rất là gọn, cho ta thấy một cái dung tích để chứa hành lý nó rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi. Toàn bộ phần ốc của bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên ạ. Quý vị và các bạn đi mua xe thì quý vị và các bạn xem cái việc đầu tiên là đầu và đuôi xe nhé. Nếu đâm đụng hay va chạm gì là cái đầu và đuôi là dễ bị va chạm nhiều nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là chiếc màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm cho chiếc xe này. Nguyên bản của chiếc xe này nó chỉ có đầu CD thôi ạ. Chủ xe đã lắp thêm một chiếc màn hình Android đa phương tiện và giải trí, tích hợp camera lùi cho quý vị và các bạn. Lùi xe thì rất là thoải mái đấy. Đây chính là chiếc đầu Android đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem vào đồng hồ đấy ạ. Đồng hồ của chiếc xe này chạy chuẩn là 90.000 km rồi đấy ạ. 90.770 km rồi ạ. Chính xác nó là 90.770 km ạ. Tức là hơn 9 vạn một xíu ạ. Tôi sẽ quay thật rõ và chi tiết như thế này để quý vị và các bạn cùng xem để thấy được là chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Toàn bộ phần táp lô này còn rất là mới đây ạ. Nếu như chiếc xe này chạy được nhiều rồi thì là cái táp lô nó còn không được đẹp như này ạ. Vô lăng cũng không được đẹp như này. Chiếc vô lăng này là không thể làm lại được quý vị nhé. Những chiếc vô lăng mà khâu bằng da thì có thể phải bóc ra bọc lại được, nhưng vô lăng này thì không thể bọc lại được đâu ạ. Cho nên là vô lăng của nó nguyên bản ạ, cần số cũng nguyên bản ạ. Tay phanh đấy ạ. Tay phanh cũng còn đang rất là đẹp đấy ạ, chưa có dấu hiệu của sự là mài mòn nhiều lắm đâu ạ. Vâng, chắc hẳn có lẽ lúc này quý vị và các bạn cũng đang sốt ruột để xem là phần máy móc của chiếc xe này như thế nào rồi, đúng không ạ? Tôi sẽ không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn trên phần máy móc của chiếc xe luôn đây ạ. Vâng, đây quý vị và các bạn, đây chính là động cơ của chiếc xe, là trái tim của chiếc xe đây ạ. Động cơ của chiếc xe được trang bị là động cơ 2.5 lít máy dầu ạ. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về cho nên là cũng chưa dọn dẹp gì được đâu ạ. Nguyên bản là của chủ xe, người ta đang đi như thế nào thì tôi sẽ đem ra đây là quay cho quý vị nguyên bản như thế ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ phần ốc máy đây, tôi sẽ quay thật sát cho quý vị và các bạn xem ạ. Quý vị và các bạn cùng thấy chưa ạ? Đấy, tất cả về phần ốc máy còn nguyên, chưa có sự tháo ra đâu ạ. Chưa có tháo ra sửa chữa gì cả.
quý vị và các bạn hoặc anh em thợ có thể xem trực tiếp đây để đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này như thế nào. Lấy cho bạn bè hay anh em người nhà thì liên hệ cho ô tô 360 ạ. Hãy liên hệ cho ô tô 360 là 0905 608 883 để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Vâng, đây chính là cái xương đầu của xe đấy ạ. Xương đầu của xe nếu như đâm đụng hay va chạm gì thì nó sẽ biến dạng. Và nếu như có làm lại thì cũng sẽ không thể nguyên bản đẹp được như thế này ạ. Tất cả các ốc này là còn nguyên bản đấy ạ. Toàn bộ những con ốc này chưa có sự tháo dỡ ra đây ạ. Đấy, quý vị các bạn đi xem mà những cái ốc mà nó còn nguyên bản như thế này thì là yên tâm về chiếc xe này nó chưa bị đâm đụng. Vâng, ô tô 360 xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi cho kênh ô tô 360. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo của ô tô 360.